Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của bộ nguyệt các bạn nhìn nha. Đây này, bộ nguyệt ở trong cái thể tiểu khải này nó sẽ viết như có nét sổ phẩy này. Đây, bẻ cong vào, mọc nhẹ một nét ngang và một nét hất nhẹ đi lên trên, đúng không? Bộ nguyệt này đã hoàn thành, đúng không? Thì cái phần móc này, cái phần gập này nhá, cái phần gập móc này nó sẽ cao, phần điểm này điểm nối sẽ thấp hơn một xíu, móc này thấp. Đây, số phẩy đây cũng vậy. Các bạn ghi cho mình đi là bộ nguyệt nhé. Nguyệt này tất nhiên nó sẽ nằm bốn bên rồi, đúng không? U, I, đây, đấy. Tiếp theo về phần vị trí đứng này. Vị trí đứng của bộ này nó sẽ nằm ở vị trí phía bên tay trái là chủ yếu, còn lại nó cũng sẽ nằm bốn bên các bạn nhé. Tiếp theo về phần biểu nghĩa, bộ này nó sẽ liên quan đến mặt trăng, chu kỳ và tháng. Đấy, tức là nó sẽ chỉ về thời gian, đúng không? Rồi, thế thì bộ nguyệt này chúng ta cần phải lưu ý những gì? Bộ nguyệt này là một trong những bộ thủ viết hơi khó một chút vì nó có cái nét sổ phẩy hơi cong, vậy còn sổ dài nó xuống phía bên dưới nữa. Cho nên là các bạn lớp sẽ cùng với mình viết như sau nha. Nhật này, hát nhẹ lên này, nguyệt này. Tôi viết to ra hơn một chút xíu này, móc nhẹ nhé. Một nét ngang và hát nhẹ lên trên như này. Đấy là thành ra bụng của chữ Minh nha các bạn nhé. Tiếp theo bộ nguyệt viết một số những cái chữ Hán thư pháp. Một nét ngang này, hai nét ngang này, phẩy nhẹ xuống phía bên dưới này, mác này. Đấy, tiếp theo viết chữ Mã phía bên trong này, chữ Đằng các bạn nhé. Một, hai, ba, bốn. Đấy, đúng chưa? Các bạn thấy là viết cái độ khó của nó cũng nhiều đúng không ạ? Kể cả viết bằng bút lông to hay bút lông nhỏ thì cái độ khó của nó cũng sẽ như nhau cả thôi. Tiếp theo các bạn viết tiếp cho mình là cái chữ Thắng. Bạn nào tên là Thắng này. Nhớ là bộ nguyệt này sẽ được viết theo kiểu hình dáng và thon gọn như này các bạn nhé. Thon gọn. Ngang hơi gọn lại một chút như này để có điểm nhấn hơn. Mác vuông dài ra như thế này. Tiếp theo là bộ ngực phía bên trong thôi ạ. Như vậy xét tới cái về phía bên dưới bộ mã này còn dễ chán, đúng không? Đấy, còn dễ hơn đúng không? Đấy. Ví dụ chữ nguyệt là viết mặt trăng. Đây. Mặt trăng thì viết một chữ nguyệt to ra như thế này. Cận hát nhẹ lại như này là được nhá. Viết có nét sổ phẩy có điểm nhấn hơn một chút này. Đây, mình sẽ viết lại nha. Đấy, sổ phẩy thì nó sẽ có điểm nhấn hơn một chút. Móc nhẹ lên trên như này, đấy một nét ngang vào đây. Gọn lại một chút và đánh một nét hất nhẹ. Thực tế nó là nét ngang theo kiểu ngang nhưng mà nó hơi chếch chếch nhẹ lên trên một chút để nó làm tăng cường cho cái thể chữ Hán này nó đẹp hơn, nó nả lướt hơn các bạn nhé. Về nhà là cái chữ Minh này nhỏ yêu cầu cả lớp là sẽ phải viết lại cho mình đạt nhé. Chữ Minh này thì là kể cả là trong Hán hiện đại hay là Hán về cổ thì đều được sử dụng nó rất là nhiều, sử dụng nó nhiều lắm, cho nên các bạn cố gắng phải viết lại cho mình. Một vài những cái chữ Hán thư pháp khác thì các bạn có thể viết thêm, ví dụ như chữ Đằng này là trong Hán cổ này này là được sử dụng nhiều này, cái ý nghĩa của nó nghĩa là nó là sẽ chỉ về bay nhảy này, phi xa này, vì nó có bộ mã mà đúng không? Một này, hai này, kéo sổ xuống này. Các bạn vẩy cho mình có nét chấm 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 kéo vào bên trong nha. Đây là vì hình thể của các chữ Hán mà các bạn về nhà các bạn sẽ phải biết lại cho mình. Đây là trái, trái hẹp phải rộng đúng không? Đấy. Đây là trái nhỏ phải lớn này. Đấy, trái hẹp phải rộng này. Trái hẹp phải rộng này. Trái nhỏ phải lớn này. Đấy, phải lấn sang phía bên tay trái một chút nếu như các bạn viết to và viết tức là về tay phải viết to hay là viết rộng ra các bạn nhé. Lấn sang tay trái một tí và đồng thời bộ tay trái mình cũng sẽ viết nhỏ lại một tí.